Dạo gần đây anh uống rượu tây với lại ăn bào ngư di cá rồi mấy cái hải sản nó bị gút, cho nên khám bao tử với khám gút. Đi khám bao tử ở phụ khoa hả? Phụ hoa. Kiểu trong bệnh viện cũng có cần phụ làm hoa. Em trai, có kết quả chưa? Có biểu sinh lý không? Trời ơi, yên tâm, có gì hỏi chị. Chị chỉ cho, chị nhiều chiêu lắm. Phan, chờ chị. Alo, gì? Cần tư vấn gì? Giờ đó đi, tôi qua liền.